Mua gì đây Tuyết? Cơm chưa ông? Chưa thích còi chẳng gì phải không? Phá lệ ít thôi, phá lệ nhiều quá. VOV giao thông tắc nhiều lắm. Mảng đường của mình nó hẹp, lượng xe này nó lại nhiều. Có thằng phi vào vãi quất đấy. Nào đốt thằng kia. Ồ, nhà ông Long hay là nhà trưởng Dũng? Cái nhà ông Long. Mua xe mà không biết Kia có ưu đãi tốt nhất năm, chỉ mua xe Euro chọn mà giá lại hợp lý, chỉ từ 349 triệu, lại giảm thêm 50% tới trước bạ, bảo hành 5 năm, còn lăn tăn gì nữa?